Cuộc đời của Vương Bình, con trai ruột Vương Lâm, bị thương đến mức nào? Nếu so với con cháu của nam chính khác thì đúng là thảm không còn gì để nói. Trong tác phẩm Thiên Nghịch, người con gái được Vương Lâm yêu thương nhất không ai khác ngoài Lý Mộ Uyển. Chỉ là Lý Mộ Uyển từng vì giúp Vương Lâm khắc họa trận pháp khiến cho cơ thể bị thương, mà vết thương này cũng trở thành rào cản cho việc kết anh của cô. Sau nhiều lần thất bại, Lý Mộ Uyển phải bỏ mạng. Từ đó Vương Lâm cũng bước lên con đường hồi sinh Lý Mộ Uyển của mình. Liễu Mi vì tu luyện Thiên Huyền Vô Tình Đạo đã luôn nhắm vào Vương Lâm, muốn dùng cách hấp thụ ý cảnh sinh tử luân hồi của anh để giúp Thiên Huyền Vô Tình Đạo của mình được hoàn thiện hơn. Nhưng lúc Chu Tước Tinh hỗn loạn, Liễu Mi tấn công Vương Lâm. Vương Lâm từ trước đến nay đều không ưa cô ta, cộng thêm hành động liên tục ngán đường của Liễu Mi, Vương Lâm đã nghĩ ra một cách giải quyết khá đê tiện. Anh dùng một tâm tà ý cảnh mà Tam Tổ Tiên Di Tộc tu luyện được để đối phó với Liễu Mi. Mặc dù thành công, nhưng anh và Liễu Mi đã rơi vào sự mê hoặc của ý cảnh đó. Vì sự cố này, Liễu Mi đã mang thai đứa con của Vương Lâm. Nhưng sự căm hận của cô ta đối với Vương Lâm đã đạt đến đỉnh điểm. Nỗi căm hận đó cũng khiến cho Liễu Mi mất đi lý trí. Cô ta chuyển sự căm hận sang đứa con trong bụng, luyện nó thành một đứa trẻ mang oán khí nặng nề và sử dụng nó để đối phó với Vương Lâm. Vương Lâm và Liễu Mi gặp lại nhau tại Đấu La Tinh Vực. Lúc này mặc dù cảnh giới của Liễu Mi cao hơn Vương Lâm, nhưng đó là do Thiên Huyền Vô Tình Đạo ép cảnh giới phải tăng, khiến ý cảnh và cảnh giới của cô ta không khớp nhau. Trong cuộc chiến lần này, Liễu Mi mang theo đứa con đầy oán khí của mình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Vương Lâm đã biết đứa trẻ đó chính là con trai của mình. Tuy nhiên, sau hàng trăm năm tu luyện, mặc dù đứa trẻ có thể tạm thời làm rối loạn đạo tâm của Vương Lâm, nhưng vẫn chưa đủ khiến cho đạo tâm của anh mất ổn định và xuất hiện lỗ hổng lớn. Vương Lâm nhanh chóng tập trung đối phó Liễu Mi. Cuối cùng Vương Lâm giành lại đứa con, còn Liễu Mi bị Thiên Huyền Vô Tình Đạo nuốt chửng. Trước khi chết, Liễu Mi đã đưa cho Vương Lâm viên đan dược có thể hóa giải oán hận của con mình. Tuy Vương Lâm dùng đan dược xua đi oán khí của con trai, nhưng rất nhanh anh đã phát hiện một sự thật đau lòng. Kỳ thật Vương Bình, con trai của hắn, đã chết từ lâu, hiện tại nó chỉ là một oan hồn. Để oán khí của Vương Bình hoàn toàn tiêu tan, Vương Lâm đã sử dụng hai đạo kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, một kiếm khí chuyển hóa thành cơ thể Vương Bình, các còn lại bảo vệ oan hồn của nó. Vương Lâm đưa Vương Bình đầu thai tới một kiếp sống khác để trục xuất oán khí. Trong kiếp sống này, Vương Bình ngoan ngoãn và hiểu chuyện, điều này cũng khiến cho Vương Lâm vô cùng xót xa. Dưới sự dạy bảo của Vương Lâm, trạng thái tinh thần của Vương Bình đã sánh ngang với trạng thái của cha mình. Vì để Vương Bình được trải nghiệm mọi thứ tại giới phàm nhân, Vương Lâm đã giúp cho nữ tu sĩ Thanh Nghi tiến tới cấp Nguyên Anh, sau đó yêu cầu nàng đồng hành cùng với Vương Bình trong kiếp sống này để báo đáp. Dưới sự bầu bạn của Thanh Nghi, Vương Bình rời xa cha mình và bắt đầu khám phá giang sơn rộng lớn. Trong vài chục năm tiếp theo, Vương Bình thống nhất phàm nhân trong một tu chân tinh và trở thành hoàng đế của giới phàm nhân, tận hưởng mọi vinh quang phú quý của một con người. Mối quan hệ với Thanh Nghi cũng chuyển từ cuộc giao dịch thành tình yêu. Về sau, khi Vương Bình 72 tuổi, biết rằng cuộc đời mình sắp kết thúc, nó đã từ bỏ tất cả và cùng Thanh Nghi trở về Vương Lâm. Lúc đó Vương Bình mới biết cơ thể mình đã được một kiếp khí tạo thành, cũng hiểu vì sao cha không cho phép mình tu luyện, biết được vì sao bản thân không hề có nước mắt, cũng hiểu nguyên nhân mình và Thanh Nghi không thể có con. Cuối cùng cơ thể của Vương Bình tiêu tán ngay trước mặt của Vương Lâm, chỉ sót lại là một linh hồn bị Vương Lâm thu vào Thiên Nghịch Châu. Mặc dù cuộc đời của Vương Bình vô cùng khốn khổ, ngay khi còn trong bụng mẹ đã bị luyện hóa thành đứa trẻ sơ sinh đầy oán khí, nhưng cuộc đời của nó có một người cha vô cùng yêu thương mình, còn có một người tình nguyện theo mình đến chết. Nhưng nếu so với hậu duệ của các nhân vật chính khác, cuộc đời của Vương Bình chắc chắn là khốn khổ nhất toàn cõi mạng. Về quan điểm này, các bạn thấy như thế nào? Cùng để lại ý kiến trong phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.